Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng đối với nha khoa thẩm mỹ Sunshine Dental Luxury do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Theo quyết định, nha khoa thẩm mỹ Sunshine Dental Luxury vi phạm hành chính khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài bị phạt tiền, Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa cũng đình chỉ hoạt động của cơ sở nha khoa này là 18 tháng. Trước đó, vào 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa thẩm mỹ Sunshine Dental Luxury. Và tại thời điểm kiểm tra thì đơn vị này đang cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh về răng cho người dân và người thực hiện dịch vụ là một điều dưỡng.